Mẹ ơi con mở hộp quà này nha mẹ. Mở mở coi, mở thử coi gì đó. Nãy ba đón con đi học đàn về rồi lấy quà họ giao luôn đúng không? Cô kêu lấy hàng đúng không? Dạ. Quà gì đó? Quà con được thưởng ngày nhà giáo Việt Nam. À, vừa rồi nó thi Hùng Biển tiếng Anh đó hả? Vâng ạ. Vâng à, mở ra mẹ xem nào. Coi gì này, chắc là đồ chơi chơi gì khiếp. Mới lúc nhỏ nhỏ thì chắc là đồ chơi thôi con ơi. Ủa chà, cái gì đọc cho mẹ con, cái gì ấy đọc có chữ tiếng Anh đọc cái gì? Cái này là Next Table Lamp Speaker, là loa bàn đèn. À, loa bàn đèn. Loa bàn đèn chắc là dùng để có gì làm gì, có gì không? Dạ, nó phát ra âm nhạc và nó có Bluetooth và nó có đèn màu sắc. Sao con biết, con nhìn thấy hả? Dạ, có Bluetooth. Trời ơi, mẹ có biết đâu, mở ra coi. Rồi, úi sâu che mất cái đèn với che mất cái đèn đấy. Rồi mở ra coi đi con. Thử coi mà. Coi nó có cái dây để cắm. Ok. Coi thử có pin trong chưa? Đây là Bluetooth mà mẹ. Ủa Bluetooth thì phải cắm đèn, nhưng mà con thử coi như cái gì đó vậy? Cái gì đấy? Còn cái đế này bỏ đi vào. Nè. À, cái này đều phải bị xước hay sao? Cái này phải như vậy. Không, đúng rồi, dính vô. Ok. Ừ. À, nó cũng nghĩ là công ty cái tem bóc đó, ok. Bóc cũng cái theo đằng đó. Đi phà. Rồi thử mở xem sao này. Ủa, cái này có một cái cổng để cắm sau kìa. Con thử mở ra có gì kìa. Cho nó coi. Bây giống cây này có đài radio ghê gì hay mà dễ thương mà. Dạ tắt đèn cho wow, con. Wow, tắt đèn á. Dạ. Tắt đèn được không? Dạ. Cha mẹ. Wow. Đẹp nha cô Lý nha. Cây này buổi tối hay ạ. Lý ôi rồi ôi. Con thích không? Dạ con thích. Con thích nhiều. Rồi các thầy cô. radio nha con, cái này là vừa radio vừa giống như vừa cái Bluetooth á, giống như vỏ tim. Ok, mình cứ kiểm tra từ thôi. Quá dễ thương đúng không? Mò từ thôi gái ơi gái. Xem trên nhà hả? Wow, đẹp quá. Có mấy cái này nhưng thì từ mò từ mở ra coi từ thôi con. Vậy thôi em mày tắt nhá. Được chưa, quá đẹp luôn, nhiều màu để mình ngủ quá con. Cái này buổi tối ngủ cũng hay lắm này. À chút xíu con giống như là mình xem nhạc cài đấy. Nốt thứ hai kìa. Để mẹ nói với ba cả ấy mở nhạc Bluetooth thì khi mà có nhạc Bluetooth mẹ nghĩ chắc là hiệu ứng đèn nhấp nháy đó theo nhạc á. Ừ thôi thôi nha con.